gửi một lời cảm ơn chân thành tới tất cả đối tác, những người đã luôn đồng hành và hỗ trợ Lotus Group hàng ngày, cũng như tập thể nhân viên Lotus Group đã cùng nỗ lực làm việc để đạt được thành tựu của công ty trong ngày hôm nay. Một lần nữa, xin cảm ơn sự hiện diện của mọi người trong thời khắc quan trọng của ngày hôm nay. Arigatou gozaimashita.